chào sư cô, con tên là Anh Thư, năm nay con 18 tuổi. Từ nhỏ tới giờ không ngày nào con được bình yên cả. Nguyên nhân bắt nguồn từ gia đình, cụ thể là mẹ con. Từ lúc con còn nhỏ, con đã phải chịu đựng cảnh khổ cha con đi nhậu về đập phá đồ đạc đánh đập mẹ con. Gia đình con thì đơn chiếc, không có ai giúp được cảnh này. Con thương mẹ con nhiều lắm. Vài tuần gần đây con may mắn được biết đến sư cô qua những bài giảng trên TikTok. Kỳ lạ là trước kia con không hiểu đạo Phật, mặc dù trước đó con là người mang tôn giáo là Phật giáo. Con rất vui vì con học hỏi được những bài pháp của sư cô, giúp con hiểu biết hơn trước rất nhiều. Nhưng có một việc con còn vô minh chưa sáng suốt là con xem được video giảng về kinh Vu Lan Bồn của cô trên YouTube, con đã khóc rất nhiều. Con không hiểu rằng là hiếu đạo như thế nào cho đúng, khi cha con là người hãm hại mẹ con, muốn giết mẹ con và đôi khi là cả con. Nhiều khi con nghĩ sẽ cho ông ta trả giá những gì đã gây ra cho mẹ con và con. Nhưng khi con xem video đấy thì ý nghĩ trước kia của con bị khựng lại. Con mong sư cô đọc và giải đáp thắc mắc cho con. Con cảm ơn sư cô rất nhiều. Chia sẻ với đạo hữu là có một cái gia đình không có được hạnh phúc ha. Cha mẹ không có yêu thương nhau, cũng không yêu thương con cái. Đây là một cái trường hợp rất là hiếm có. Thông thường thì cha mẹ rất là yêu thương con, hầm giữ không đỡ ăn thịt con. Rồi giờ cha mà còn muốn giết cả con luôn thì phải biết là mình với cha mẹ cũng có ai khác, không phải dạng vừa đâu. Bây giờ phải sao? Phải hướng dẫn cha mẹ tu tập quy tam bảo. Mình rất là may mắn, mình là Phật tử, mình hữu duyên nghe sư cô phát thoại nói về chữ hiếu. Thì bạn đã nghe rồi thì cô không nhắc lại nữa. Nói chung là cái ơn mà mang nặng để đau sinh thành dưỡng dục mình cả đời mình trả không hết rồi. Cho nên thôi, đừng có mang thêm cái tâm niệm trả thù, trả đũa, trả giá gì cho cha mẹ đó trơn hết á. Nghiệp ai người đó mang rồi. Cha mẹ không lành không thiện là cha mẹ cũng đã có một cái cuộc đời bất hạnh rồi, cái hôn nhân bất hạnh, cái gia đình cũng không được hạnh phúc rồi. Cho bây giờ mình đừng có bước theo cái vết xe đổ đó, mình đừng có mong muốn trả đũa ai, trả thù ai cho người đó phải khổ đau. Nên mình không cần muốn gì người đó là ai đến sinh thành đó. Không cần. Cho nên là mình thay vì như vậy, mình nên giữ năm điều đạo đức, hướng thượng hướng thiện cho đời sống của mình nó có ý nghĩa vì mình và vì người. Mình ráng học tập, nỗ lực rèn luyện bản thân để mà mình ngày càng cải tiến bản thân mình tốt hơn. Mình tạo ra cái kinh tế bằng chính cái sức lao động chân chính của mình, mà năng lực và tài năng của mình có. Rồi mình đem cái thành quả đó mình đi cống hiến lại cho đời, cho đạo, đẹp tiếp mới, đúng không? Cha mẹ thấy mình sống lành mạnh, tinh tấn, tích cực như vậy, cha mẹ cũng cho nhìn cây sữa đất, nhìn con sữa mình. Rồi mình nếu mà có hữu duyên thì mình sẽ hướng dẫn cha mẹ đi tam đảo, sửa các nghiệp xấu thành thiện nghiệp, thì đó là người con chí hiếu. Chứ không phải thấy cha mẹ xấu rồi cũng trả thù trả đũa lại cha mẹ sao được. Phạm ngũ nghịch tội ha. Cho nên là trong nhiều kinh điển của Phật giáo từ Pali cho tới Hán Tạng đều nói là người con có hiếu là người con phải biết hướng dẫn cha mẹ tin nhân quả, sửa những cái nghiệp không lành thành những nghiệp lành, để đời này và đời sau có được an vui nha. Chúc bạn luôn tinh tấn, chứ đừng có dùng già dùng dần vì những cái nỗi khổ niềm đau đã trải qua được không? Bây giờ mới 18 tuổi là cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cái tuổi đi vào đại học để làm thêm bao nhiêu là cái dệt lên những cái trang sử của chính cuộc đời mình một cách là hoa bướm, tươi mát, vui tươi, có ý nghĩa, hay là đầy những thù hận, buồn phiền, khổ não, trách cứ xung quanh, và trách cứ người xung quanh đó là cha mẹ mình nữa. Thôi đừng làm vậy nha. Mình bước đi những cái bước đi của mình, từng ngày mình sống đó là từng ngày bình an, từng ngày có ý nghĩa, từng ngày của yêu thương và trí tuệ nha. Con có một câu hỏi tiếp theo mong sư cô giải đáp. Ông ngoại con mất cách đây nhiều năm rồi, ông mất do tự vẫn. Lý do tự vẫn thì mọi con cháu trong nhà đều không rõ lắm. Đến gần đây thì em trai con có nằm mơ thấy ông ngoại. Trong mơ ông ngoại con nói là rất đói, ông muốn cho đồ ăn với quần áo. Hôm sau em trai con kể sự việc cho mẹ nghe thì mẹ mới tiết lộ là ngày ông ngoại mất, mẹ và mấy dì cậu có mời thầy về làm bùa yếm ông ngoại. Con nghĩ là do gia đình là sợ trùng tang. Sự việc này em trai con mới được biết sau khi mẹ kể, nên con không nghĩ là em con bị ngày nghỉ đêm mơ. Con mong sư cô giải đáp giúp cho con là làm thế nào để ông ngoại con siêu thoát, nếu mà ông chưa được siêu thoát, hoặc con và gia đình có thể ăn chay niệm Phật hay đọc kinh hồi hướng gì cho ông ngoại không? Con mong được sư cô chỉ dẫn cho con cách làm đúng. Một lần nữa con chân thành cảm ơn sư cô. Là con cháu trong nhà mà đi yếm hương linh ông bà mình là một cái điều rất là sai luôn. Khi mà biết hương linh là người thân của mình qua đời thì mình phải thương yêu giúp đỡ bằng cách tu tập làm phúc đức, cúng trai tăng trì siêu, cầu siêu cho ông bà của quyền thất tổ luôn được siêu thoát. Đi đâu đây đi
để làm mọi cái điều lành để trợ duyên cho Hương Linh được siêu thoát cái đàn này, sợ trùng tan trùng tiết rồi sợ ảnh hưởng gia đình rồi đi yếm là tội lỗi ha. Việc này chính bản thân mẹ các cậu các dì, những người nào mà chủ trương làm cái điều này phải hết sức là sám hối ngay bây giờ, là phát nguyện tu trì để chuộc lỗi cho cái Hương Linh của ông. Nếu bây giờ mình làm con làm cháu mà mình yếm ông bà Hương Linh ông bà vậy là tệ lắm nha, cô thấy không đúng. Tốt nhất là mình phải hồi ông bà mất đó là mình gửi người ta đó, gửi về chùa cho quý thầy quý sư cô cùng gia tăng cầu nguyện trì cầu siêu cho ông được siêu thanh thoát hóa chứ, rồi đi yếm như làm từ lưa vậy. Bây giờ thì mình bàn với gia đình, khuyên cha mẹ nên mấy cậu gì nữa nên đến chùa làm trai tăng cầu siêu hồi hướng công đức cho ông. Mình giữ giới ăn chay, làm bất kỳ một cái điều thiện gì cũng hồi hướng Hương Linh cho ông sớm được bản thân cực lạc. Từ đây về sau đừng có những cái niềm tin mà nó không có được chánh tín như vậy ha, rồi dẫn đến những cái hành vi nó không có được chánh nghiệp, tức là từ cái tà kiến của mình đưa đến những cái tà kiến là cái tư duy lệch lạc, cái suy nghĩ lệch lạc, nó không có đúng pháp, rồi mình đưa đến cái hành động cũng lệch lạc, kỳ quá. Xin sư cô cho con hỏi, con biết là tước đoạt mạng sống của chúng sinh của một ai đó đều mang nghiệp, nhưng con có điều trăn trở là con luôn cảm thấy những ai sống khổ quá và cả bệnh tật hành hạ, con thấy sống như vậy đau đớn, tâm con chỉ muốn họ chết để không còn đau đớn nữa. Rồi được rồi, những người mà đang bệnh đau mà nghe câu này như nào đạo hữu? Thân và tâm của con cũng đang mang bệnh tật, con luôn cảm thấy tội lỗi và con luôn sợ sống lẫn sợ chết. Vì con biết chết thì có thể con vào cảnh giới còn đau đớn hơn, nhưng con luôn căng thẳng và không có động lực, hơi xấu hổ, nhưng con lại càng quan tâm, yêu quý, xót thương động vật hơn con người nữa hả? Con thấy con chó, con mèo hay bất kỳ con nào xem được kinh các clip hay được thấy mà bị què, bị tàn tật, bị đánh đập, con đau buồn hơn nhiều. Như việc con mèo của con bắt mồi là con thằng lằn, nó vượt con thằng lằn làm con thằng lằn bị thương nặng rồi bỏ đi con ăn nữa. Tâm con thấy con thằng lằn chưa chết mà vết thương nặng, biết nó rất đau đớn nên con muốn dẫn nó một lần cho nó ra đi thanh thản, nhưng con lại vừa sợ mang nghiệp nên con không nỡ làm và để nó thoi thóp trong sự đau đớn và ra đi từ từ. Con có nên suy nghĩ sao cho đỡ mang gánh nặng nghiệp báo hả? Rất là chia sẻ với đạo hữu là đang thân mang bệnh tật cho nên nhiều khi cái tư tưởng của mình nó cũng không được tích cực và đúng đắn đúng không? Nhưng mà đây là cái tư duy khá là lệch lạc, mình phải sửa lại từ bây giờ nha. Sao lại có những cái tư duy như thế này nhờ? Gặp chúng sanh mà tạo ác nghiệp mà mình khởi lòng thương xót á, là một người tốt. Tuy nhiên mình phải biến cái lòng từ đó thành cái tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng. Tức là phải chuyển hóa nó thành những cái hành động tích cực, đó là đang vui và cứu khổ. Chứ thấy chúng ta ăn thịt lẫn nhau thì mình thấy thương đó, mình phát nguyện ăn chay. Vì cách ăn chay là cách nuôi lớn lòng từ bi và hộ mạng cho chúng sanh, thì tránh thành là hướng dẫn người hữu duyên cùng tu tập. Chứ có đâu mà mình thấy chúng sanh ăn thịt lẫn nhau rồi con kia chưa chết mình dẫn cho nó chết quá cho rồi. Wow, cái này sao nó cứ sai sai chỗ nào nữa nha. Biết đạo hữu đang suy nghĩ như thế nào nhưng mà cô thấy nó khá là nhiều vấn đề trong cái tư duy này nha, mình nên chỉnh đốn lại. Ngay Đức Phật khi mà ngài còn chưa thành Phật, ngài có 7 tuổi, ngài ngồi ở dưới cái gốc cây thôi. Đức Phật ngồi dưới cái gốc cây hồng táo, hôm đó là thái tử Tất Cả Đa, nó có 7 tuổi thôi, xong thấy con này ăn mạng con kia, ông thương quá, họ làm như nào? Ông phát khởi một cái lòng từ là muốn làm sao cho chúng sanh được ăn uống lẫn nhau. Đó là cái nhân duyên cho ngài chứng vào cái sơ thiền luôn đó. Rồi từ từ cái đại vật tại Bồ Tát người ta tư duy khác không? Giờ cô nói thiệt nha, con mèo nó vật con thằng lằn, con thằng lằn nó chết đau chết đớn. Biết đâu trong cái quá khứ con thằng lằn đã từng làm con mèo chết đau chết đớn dẫm như vậy rồi cho tới chết, thì sao bây giờ cái nghiệp quả của hai cái con đó mà nó có can thiệp vô cái nhân quả của chúng sanh khác làm chi? Giờ mình thấy người ta bệnh tật đau khổ thì mình phải khởi lên cái lòng như thế nào, nhờ tâm nguyện cho chúng sanh có cái khổ ở trên thân, nhưng mà biết hướng đạo, biết tu tập, biết quán bài kinh vô ngã, biết thiền thật thực tập thiền tứ niệm xứ để khổ trên thân thôi, nhưng mà không có đau, chỉ đau trên thân thôi chứ không có khổ trong tâm. Rồi con nguyện là thấy chúng sanh thấy cái sau sự đau bệnh này để thấy đó là đời vô thường, mọi thứ nó tan hoại, vạn pháp nó là vô thường,
để nhận thức rõ vô thường mà không bám chấp vào cái thân này, để nhận thức được vô thường mà không có khởi tâm ác với nhau, để nhận thức được vô thường mà không có khởi lên những lòng tham đắm, mê đắm từ sắc dục, thể xác, tài sản, danh vị, tiền tài. Đó, mình khởi lên mình ngay trong cái bệnh mình cũng đó là một pháp tu, một pháp quán của mình được tốt vậy. Cho nên mình thấy người ta bệnh tật xong mình muốn người ta chết quá cho xong cho nhẹ nhõm, họ đâu có. Tất cả những cái đau ốm gì nó đến nó đều là một bài học mà pháp dạy cho mình hết. Những cái gì đến với mình đều là một cái bài học mà mình cần nên học từ đó. Ai học cái bài học nhanh thì qua bờ bên kia sớm, còn ai học cái bài học chậm thì cứ học đi học lại, thì tới thì lui, cho tới khi nào thi đậu thì thôi, vậy thôi. Chứ sao mình có những cái tư duy như vậy là không được ha. Mình cần phải nuôi lớn lòng từ, đừng có khởi sát nghiệp với bất kỳ chúng sanh nào hết. Bản thân mình đang bệnh đau mình cũng phát nguyện rồi đó, thấy chưa? Cái thân này do tứ đại hợp thành, nó không phải là, nó không có cái gì là thật của mình hết á. Mình cũng không làm chủ được nó luôn. Nó muốn đau là đau, nó muốn bệnh là bệnh, nó, mình muốn nó khỏe mạnh, trẻ trung hoài, sung sức hoài đâu có được đâu. Mình thấy như vậy để mình biết vô thường, mình trân trọng từng hơi thở còn lại của mình, để mình trân quý từng cái niệm mình khởi lên nó thật là thiện lành, từng cái hành động mình làm được cái điều thiện lành, mà mình dành hết thời gian để công phu tu tập, để có được cái phước báu cho ít nhất là đời sau kiếp khác của mình có được một cái báo thân nó sao ạ, nó đầy đủ phước duyên hơn, nó không có bệnh tật khổ đau nữa hơn. Mình phải nghĩ như vậy chứ, đúng không? Đáng cố gắng ha. Giờ mình bệnh là mình không làm gì được lớn lao, nhưng mà mình tụng kinh niệm Phật, nghe kinh trì chú, nó mình khởi tâm niệm là mình tùy hỷ với những việc làm của người khác làm, như chính mình làm rồi, cái phước tùy hỷ như cái phước mà mình trực tiếp làm mà, có không? Đó, cho nên cố gắng là bác khởi cái tâm tốt như vậy nha. Rồi.